Đây, hai cái nhà, một xe trang đỏ tàn thông luôn nha. Đó, tàn nó là cả như cái này nè cả nhà, đang một lô rất là nhiều nè. Đang chuẩn bị xuống keo thôi, vừa bứng đem về tới vừa luôn. Bứng trong vườn ra. À, trang thái đỏ lá nhỏ nha các bạn. Bông này là bông Tết nè. Đây, một xe. Đó. Đây, mấy anh mình đang khiêng cây vô vườn nè bạn ơi. Lô trang đỏ lá nhỏ tàn thông, trang thái đỏ nha bạn. Đó. Đây, búp đây. À, nó ra hoa quanh năm. Nó ra hoa quanh năm nha bạn. Cái này là búp nó chuẩn bị nở nè, bông nhỏ nè. Trang thái, trang này là rất là dễ trồng và siêu bông. Mà trồng được tàn thông như thế này là khó lắm nha bạn. Đó, nên mình đang khiêng cây vô vườn nha. Mấy bạn có mua cây thì có mua cây trang đỏ tàn thông này thì cứ gọi vô số điện thoại ở trên màn hình đây các bạn có thể đây. À, xin vô. Ở đây có chân vàng nữa nha các bạn. Đó, mấy cái chân vàng đang cái này là giao cho khách rồi bạn ơi. Đó, một xe trang vàng. Các bạn cần trang vàng, trang đỏ, trang gì thì cứ gọi vô cái số trên màn hình nhé bạn. Đó, rất là nhiều. Đi vòng vòng cho bạn xem. Đây là mấy cây tàn thông nhớ bạn. Đó, mấy cây này là mình mấy cây đó là mới bứng về, còn mấy cây này là mấy cây trồng vô bầu chậu, vô bầu vô chậu sẵn luôn nha bạn. Đó, hoa nó rực rỡ như này. Trong đây là bông trang vàng đây. Ở đây có cây giống nữa nha. Đó. Chụp. À, đang bứng vô bạn ơi. Chậu nhỏ nhỏ vô mấy cây. Đó, mấy cây ở đây là từ 1,5 m hết nha bạn. Hoành nó là 11 hết. Tán thông hết. Rưỡi từ mét rưỡi tới mét sáu á. Cái này mọi người mà cứ mua cây nào thì cứ gọi vô số điện thoại trên màn hình các bạn, hoặc là số điện thoại trên các bạn để các bạn thấy đó, thì sẽ có người gọi video lại cho các bạn xem từng cây. Đây là chân vàng nha ha. Chân vàng thì mình quay cho bạn xem rồi. Đó, chân vàng. Cái này lô chân đỏ. Từ 1,5 m cho tới hoành của nó là 11 hết ba ơi, bao 11 hết. Đây, anh đang bứng về đây. Má mới làm cái này qua đặng hàng đặng bỏ ba cái đồ cho chai đồ lên. Yêu cường đó, cái này nè, đặng bỏ ba cái đồ cho chai lên, đặng ngồi nhậu. Đây nha cả nhà ha, một lô trang đỏ nha các bạn. Liên tục lúc nào cũng có trang đỏ. Tán thông hết nha, hoành là 11 hết. Mà mọi người cứ mua thì số lượng thế nào thì gọi vô số điện thoại thì quay video trực tiếp cho bạn coi bạn ha. Thì khi quen gì đó thì nhìn không có rõ, nói chuyện không có dễ hết bạn ha. Đây. Đó. Cái này là một cốt hết nha bạn. Đó, lô trang đỏ nha. Bên kia là trang vàng, trang không. Đó. Này là vô chậu hết nè. Đây. Đây, trang vàng nha bà ha. Bên kia là trang đỏ nha. Đó, đi một vòng vườn cho bạn xem. Trang vàng, trang đỏ, tàn thông, trang giống, tán tròn, tím sen. Đó, mọi người cứ thích loại nào thì cứ gọi cho mình sẽ quay lại từ từ cho bạn xem ha.
Rồi, cảm ơn mọi người nha.